Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị thân mến, những ngày qua thông tin tăng giá các mặt hàng có làm quý vị cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi không ạ? Nếu có thì thưởng thức một cốc bột sắn dây ướp hoa bưởi thơm thoang thoảng sẽ giúp quý vị cảm thấy dễ chịu hơn. Và chỉ ít phút nữa thôi thì phóng viên Mục Tiêu Dùng Thông Thái sẽ có những hướng dẫn cụ thể để quý vị có thể chọn mua được bột sắn dây đảm bảo chất lượng. Cùng với đó sẽ là những hướng dẫn để mùa hè này quý vị không phải đau đầu khi bảo trì điều hòa trong những ngày nắng nóng gay gắt sắp tới. Phần cuối chương trình trong mục Chuyện từ Phố Hiến, mời quý vị về thăm hai trang trại để xem bà con nông dân thích ứng như thế nào khi phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi đều tăng giá. Còn trước tiên sẽ là những thông tin kinh tế thị trường chúng tôi mới cập nhật. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính. Theo đó, tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong tháng 3 này, đồng thời tổ chức rà soát, phân loại và thông báo tới người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ cá nhân phải thực hiện chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện kết nối, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 này. Khảo sát 9 mặt hàng thiết yếu cho thấy, ngoại trừ giá thịt heo giảm, giá gạo tăng nhẹ, còn lại đều tăng mạnh trên 2 chữ số so cùng thời điểm 1 năm trước đây và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Trong đó tăng mạnh nhất là giá đường trắng, giá xăng, ga, nước mắm. Đường trắng tăng từ 8 tới 10.000 đồng 1 kg, hiện ở mức 30.000 đồng 1 kg. Với nhóm dầu ăn, giá nguyên liệu đầu vào tăng 120% so với năm trước đó và tăng hơn 20% so với đầu năm. Từ tháng 3, nhiều loại mì ăn liền, bia cũng đã tăng giá từ 10 tới 20%. Ngày 15 tháng 3, các doanh nghiệp thép đồng loạt thông báo sẽ tăng thêm 600.000 đồng một tấn thép, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Như vậy, đây là lần tăng giá thứ hai trong một tuần qua, với mức tăng thêm phổ biến từ 1,2 tới 1,4 triệu đồng mỗi tấn, đưa giá thép tại một số doanh nghiệp vượt 19 triệu đồng một tấn. Giá thép xây dựng đã tăng 4 lần chỉ trong nửa tháng qua, vượt đỉnh năm ngoái khoảng 5-8%, dự báo còn tăng tiếp khi quặng sắt tăng mạnh. Giống các lần tăng giá trước, lý do được các bên đưa ra là giá phô thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng. Ngoài thép, nhiều nguyên vật liệu khác cũng đang tăng giá như xi măng, cát, nhôm, dây điện. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, từ tuần này, các hãng taxi, xe khách, xe hợp đồng sẽ tăng giá cước từ 10 đến 15%, tương đương tăng từ 1 tới 2.000 đồng mỗi km, có thể tăng hơn nữa theo tình hình xăng dầu thế giới. Cụ thể tại Hưng Yên, hãng taxi Phú Hiến đã tăng 1.500 đồng trên km, hiện ở mức giá 11.500 đồng trên km. Không chỉ xe hành khách, một số doanh nghiệp chở hàng hóa cũng đã tăng giá cước vận chuyển. Các doanh nghiệp viễn thông và các ngân hàng thương mại thống nhất phương án thu phí trọn gói. Cụ thể mức phí là 11.000 đồng trên tháng, đã bao gồm thuế VAT, không giới hạn số tin nhắn. Về cơ bản, mức giá này dựa trên mức thu khách hàng của đa số các ngân hàng thương mại trước đây, nhưng với việc áp dụng phương pháp tính cước mới, cũng cùng số tiền này, khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không phải trả thêm chi phí tin nhắn do không giới hạn về lưu lượng. Vâng, như đã hẹn, bây giờ thì Mục Tiêu Dùng Thông Thái sẽ mang tới quý vị những điều thú vị. Xin mời phóng viên Hoàng Hạnh. Thưa quý vị, điều hòa sau một thời gian dài sử dụng thì thường có hiện tượng bụi bẩn. Nếu như không được vệ sinh thường xuyên thì có thể ảnh hưởng đến công suất cũng như là tuổi thọ của điều hòa. Chương trình có mời đến anh Trần Thanh Hải là kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng điều hòa. Thưa anh, là để bảo dưỡng điều hòa thì người dân cần phải lưu ý những điều gì ạ? Việc đầu tiên thì chúng ta phải ngắt áp nguồn điện để đảm bảo trong quá trình là mình bảo dưỡng điều hòa cho nó an toàn. Khi chúng ta làm vệ sinh thì chúng ta cần chuẩn bị gì? Một là khẩu trang, hai là máy rửa xe đấy. Thường là chúng ta đã gọi là cái máy xịt đấy. Ba nữa là tô vít này, rồi là cái túi để đựng nước. Sau khi mình dùng cái túi đựng nước để mình bảo đây thì vào bên cạnh đó thì mình cũng cần chuẩn bị một cái xô hoặc một cái chậu nước để cho nước thoát. Theo quy trình thì chúng ta phải mở mặt lạnh của điều hòa. Sau đó là chúng ta rút hai cái màng lọc. Thì đây là hai cái màng lọc này, trong quá trình mặt lạnh mà làm việc ấy thì những cái bụi bẩn nó đi qua những cái khe này thì rất là bẩn, thì chúng ta cần phải dùng cái máy xịt vào hai cái mặt cái màng bảo vệ. Sau đó thì chúng ta sẽ mở hai cái lẫy tùy theo thiết kế. Trên thị trường rất nhiều các điều hòa thì cấu tạo cũng là không khác nhau nhiều. Thì sau đó chúng ta dùng máy xịt vào tất cả những phần lạnh. Thì có một điều đặc biệt xin lưu ý với tất cả các bạn là như này. Đây là có một hộp kỹ thuật, hộp điều khiển. Thì đây là một cái bộ điều khiển trung tâm của mặt lạnh. Thì chúng ta cần phải bảo vệ, che để tránh tình trạng nước nó vào đó thì nó sẽ ảnh hưởng những cái vi mạch, thì ảnh hưởng đến điều khiển của mặt lạnh.
thì sau đó chúng ta xịt tất cả những thành vách rồi là những bộ bẩn bám vào cái mặt lạnh của điều hòa. Phần tiếp theo thì chúng ta chuẩn bị những cái rẻ mềm lau khô tất cả những cái mà nước nó bám vào đấy. Và quy trình tiếp thì là chúng ta tháo trước thì lắp sau, lắp lại tất cả những cái màng lọc và những cái ốc vít, và cuối cùng lắp lại những cái hộp bảo vệ của mặt lạnh, và cuối cùng là lắp cái mặt lạnh này vào. Tương tự tàn nóng, các bạn là có thể dùng cái những cái tô vít tháo những con ốc vít ra, sau đó là trên cái dàn nóng thì có đơn giản cũng chỉ có một cái cánh quạt và những cái màng bảo vệ, thì chúng ta dùng cái bơi xịt, và cũng có một cái hộp kỹ thuật mạch điện ở cái dàn nóng, chúng ta cũng cần phải che tránh để tránh nước vào đấy, để ảnh hưởng đến những cái hoạt động của cái dàn nóng. Nếu như mình không tự tin mà bảo dưỡng tại nhà được thì chúng ta có thể là gọi những kỹ thuật viên của các hãng là có uy tín đến để bảo dưỡng vệ sinh điều hòa. Chi phí trong mỗi cái lần bảo dưỡng thì như thế nào có nhiều không? Thường như khu vực ở thành phố Nghiên và miền Bắc mình thì là dao động từ 150.000 cho đến 250.000, là những cái phân khúc là dễ làm, từ máy 24 giờ xuống. Thì còn những cái máy cây ấy, thì thường bao giờ chi phí nó cũng cao hơn một tí nhưng cũng không nhiều. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Hải. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa xuân ấm áp với hương thơm thoang thoảng của hoa bưởi, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến một cốc bột giàn dây thanh mát. Đây là thức uống dân dã có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay thì có nhiều loại bột giàn dây không đảm bảo chất lượng, được pha trộn hoặc làm giả. Vậy làm thế nào để người tiêu dùng có thể lựa chọn được bột giàn dây đảm bảo chất lượng, có cách bảo quản giữ được hương vị thơm ngon trong thời gian dài? Xin mời quý vị cùng đến với chia sẻ của phóng viên Thu Thủy. Là hai gói bột sắn dây, thật khó để nhìn bằng mắt thường có thể phân biệt được đâu là gói bột sắn đạt chuẩn và đâu là gói bột sắn không đạt chuẩn. Mời quý vị cùng gặp gỡ anh Hà Văn Tuấn ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, người đã có hơn 20 năm chế biến bột sắn để cùng tìm hiểu. Vâng, chào anh Tuấn. Rồi, chào em. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thì anh có thể phân biệt được gói bột sắn nào là bột sắn dây đạt chuẩn? Trên tay tôi đây là gói bột sắn dây nguyên chất. Sản phẩm này mắt thường nhìn trông nó sáng, trắng, bóng, cánh nó to này, sắc cạnh này. Khi bóp vụn ra thì tay sẽ không dính bột mấy. Và những cái sản phẩm mà bị lẫn bột khác thì đây là cánh nó sẽ bị vụn, màu nó đục hơn. Khi bóp ra thì trên tay nó sẽ bị dính nhiều. Mình còn có cách phân biệt nào khác không? Kiểm tra bằng cách mình lếm thử hoặc là ngửi mùi. Như cái bột sắn nguyên chất này thì mình đưa lên mũi mình ngửi sẽ có vị thơm thơm mát mát nhẹ nhẹ của mùi sắn dây. Sắn không nguyên chất thì nó sẽ không có cái vị đấy. Mà đặt lên trên đầu lưỡi này, một răng miệng thì nó sẽ bột sắn nguyên chất nó sẽ tan nhanh, còn bột sắn mà không nguyên chất thì nó sẽ tạo lên vị sạn ở đầu lưỡi. Khi cho cái bột sắn thật mình pha với nước, mình khuấy đều cốc nước lên, hòa tan nhanh và tan hết. Một thời gian rất ngắn nó sẽ lắng đọng ngay cái bột nước dẻo ở dưới đáy cốc. Thế còn bột sắn mà bị pha thì khuấy lên nước nó sẽ đục và rất lâu lắng đọng. Khi lâu chín thì cái bột sắn dây nguyên chất ấy, thì nhìn nó trong, nó trắng và có nghĩa là có thể nhìn thấu đáy son. Thế còn cái bột sắn mà bị pha rồi ấy, thì nó sẽ chuyển sang màu đục và nhìn nó vẩn vẩn. Vâng, sau khi đã lựa chọn được bột sắn dây chuẩn thì anh có lưu ý gì trong việc bảo quản để vừa giữ được lâu lại vừa giữ được hương vị thơm ngon cho bột sắn không ạ? Muốn lựa chọn có những sản phẩm tốt nhất, mới nhất thì nên mua vào thời điểm này. Bảo quản nhiệt độ vừa phải để nơi khô ráo thoáng mát và để tăng thêm vị thơm ngon của bột sắn ấy. Thì sau khi làm xong phải ướp hoa bưởi, chọn những bông hoa to, đẹp, lở đúng tầm vào thời tiết nắng ráo, ướp vào trong bao bột sắn đó để trong vòng từ 5 đến 7 ngày thì ta lại lấy cái đấy ra khi bột sắn đã hút được hết cái hương của hoa bưởi rồi. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Okay. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị có thể lựa chọn được bột sắn dây vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe dành cho những người thân của mình. Quý vị
và các bạn, thời điểm này thì chúng ta nhắc nhiều đến câu chuyện đó là thích ứng linh hoạt. Thích ứng linh hoạt khi mà dịch bệnh phức tạp, thích ứng linh hoạt khi mà giá cả các mặt hàng đều tăng cao. Và ngày hôm nay thì phóng viên của chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến đã về với bà con nông dân để xem bà con nông dân thích ứng linh hoạt như thế nào khi mà giá các loại thức ăn chăn nuôi tăng, giá phân bón tăng thì bà con đã có những cách làm như thế nào. Vâng, xin chào anh Toàn ạ. Vâng, anh Toàn đang làm gì đấy hả anh? Tôi đang cắt cỏ để cho cá gieo. À đấy ạ, vâng. Nhà mình thì có nuôi nhiều cá không? Có bao nhiêu ao hả anh? Hiện nay thì gia đình tôi là có 3 ao với tổng diện tích là khoảng 1,5 mẫu. Chủ yếu là nuôi cá chấm cỏ, cá chép, và cá trôi và cá mè trắng. Thức ăn cho cá chủ yếu là như thế nào anh? Trước đây ấy, thì khi mà mình mới nuôi ấy, hầu như là nuôi 100% bằng cám công nghiệp. Hiện nay thì khi mà giá các loại thức ăn chăn nuôi tăng cao như vậy thì gia đình đã có cái hướng thích ứng linh hoạt như thế nào trong chăn nuôi ạ? Thời gian vừa rồi là gia đình tôi là có tận dụng các vị trí đất hoang trồng các cái loại cỏ, ví dụ như là cỏ boi để nuôi con cá chăm cỏ. Thế và ngoài ra thì cũng thả thêm cái bèo hoa dâu và bèo gọi là bèo lục bình ấy, để tận dụng các cái nguồn sản phẩm ấy để chăn nuôi con cá. Khi mà mình nuôi cá bằng cỏ như thế này hay là bằng bèo hoa dâu đấy thì nó được giảm đi những cái chi phí khi mà nuôi cá như trước đây chăn nuôi công nghiệp 100% ấy. Thì ước chừng chi phí một tháng thì khoảng hết 15 triệu. Thế nhưng mà từ khi mà tôi áp dụng cái mô hình này ấy, thì là cái tỷ lệ cám thì giảm đi rất là nhiều, tháng là còn khoảng từ 9 đến 10 triệu. Yeah. Có nghĩa là giảm được khoảng 30 trên 30%. Con cá mà nuôi bán công nghiệp này thì nó sẽ săn chắc thịt hơn so với lại cái cá nuôi công nghiệp 100%. Yeah. Thế cho nên là cái giá bán ra là cũng tăng từ 20-25% so với lại cá nuôi hoàn toàn bằng công nghiệp. Yeah. Gia đình tôi là có hướng thời gian tới đây là tiếp tục mở rộng cái mô hình này và phấn đấu là 100% là tận dụng các cái sản phẩm từ nông nghiệp để nuôi con cá. Vâng, rất là cảm ơn anh đã dành thời gian trao đổi với chương trình tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ạ. Cảm ơn bạn. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gia đình của chị Mải để xem là gia đình đã tận dụng những cái nguồn rau củ sẵn như thế này để tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi như thế nào ạ? Nhà mình tổng cộng bây giờ là có 50 con lợn thịt và lợn nái ấy. Cách đây một năm trước ấy, lúc ấy cám thì nó hạ thôi thì cứ tầm 2,4-2,5 triệu một tạ lợn, nhưng mà một năm trở về đây là giá cám phải tăng rất là cao. Thì bây giờ trung bình cứ mỗi một tạ lợn phải rơi vào tầm 3,2-3,3 triệu, mà với mưa giá cám như bây giờ ấy là mới ra thành phẩm là được một tạ lợn. Nói chung là nó không có lãi, thậm chí mà mình nuôi không đạt đấy thì là lỗ. Thì bây giờ là gia đình thì cũng tận dụng là cấy thêm ruộng, xong là phải đong thóc thêm, xay ra thành gạo xay, xong là ủ men, đong cám ta, xong là mình nấu mì dọc khoai cho vào lồi, xong là cho ở nhà có rất là nhiều củi thì này cho vào là nấu lên là cho lợn lái ăn đấy. Mua thêm bỗng rượu của người ta nấu ấy, những cái đấy nó rất là rẻ, là mình cho nó ăn thêm thì con lợn nó có sức đề kháng rất là cao và chi phí thì cũng giảm đi được 1/3. Cái sản phẩm mà mình làm thêm thì nó rẻ lắm. Như là rau này là mình không phải mất tiền mua. Con lợn này thịt ăn rất là ngon, nó thơm. Mình có vườn nhãn ấy thì mình có làm bioga để thứ nhất là để cho nó vệ sinh môi trường. Thì là mình mới tận dụng cái nước thải của bioga, nước tràn đấy. Thì mình tưới cây giảm được cái tiền phân mà mình không phải mua. Thì giảm 50% em mà tưới vườn em rất là xanh. Rất là cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhìn ở góc độ của bà con nông dân thì tận dụng các phụ phẩm như là anh Toàn, chị Mải đang làm và rất nhiều cách mà bà con làm như là ủ phân vi sinh, tận dụng các nguồn thức ăn xanh, đơn giản là cách để giảm bớt chi phí trong thời buổi bão giá. Nhưng cao hơn, khi chúng ta đang hướng đến nền kinh tế tuần hoàn với tăng trưởng xanh thì phụ phẩm trong nông lâm thủy sản được xem là nguồn tài nguyên tái tạo chứ không phải là chất thải. Nguồn nguyên liệu này thì cần được xem là đầu vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang hoàn thiện và nhân rộng các mô hình nông nghiệp 4F là thức ăn, trang trại, thực phẩm và phân bón hữu cơ. Quy trình nông nghiệp tuần hoàn để có cơ sở thực hiện việc tiêu thụ các sản phẩm là phụ phẩm nông nghiệp trong thời gian tới. Và chương trình Tạp chí Kinh tế Phố Hiến của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị đừng quên đón xem chương trình vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ Bảy tuần sau. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên 2. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.